vàng ơi, cậu đi mạnh giỏi nhá, bán cậu đi, tôi mới có tiền mua cái quạt, mới sống sót qua được cái mùa hè này. Sao? Khẩn trương lên chứ, để cho tôi còn đi hái lá mơ chứ. Ôi vàng ơi, tao mất mày rồi vàng ơi. Thôi, cụ với chó khóc sau đi. Bây giờ cụ chỉ cho con đường để sang nhà cô Thị Nở với ạ. Nở hả? Dạ vâng ạ. Bây giờ mày đi ra ngoài cổng nhá. Rồi mày cút! Sao cụ nóng thế? Cụ phải mua điều hòa đi cụ ạ. Cụ ơi, thôi cụ và chó khóc sau đi. Cụ cho cháu hỏi cụ... Mày lại là thằng nào đấy? Tao đã đuổi mờ thằng đi rồi cơ mà. À, thế là cụ không muốn nhận quà từ con cụ đúng không? Thôi. Con tao á? Vâng, thằng con cụ nó gửi cho cái quạt với cả bức thư từ đồn điền cao su về. Đây là quạt. Đây là thư. Bố à, con đây. Con gửi bố với cậu vàng cái quạt, để mùa hè này có cái phe phẩy cho nó mát. Tao không phải bán mày rồi vàng ơi. Đây mời ông cha phi tiền ship của chiếc quạt đi. Tôi tưởng không mất phí. Ở đâu ra không mất nhỉ? Sóng con tiền. Phí đắt quá đáng sợ. Tiền tôi lấy đâu bây giờ? Thôi có lẽ kiểu này tao mày vẫn phải chia tay. Ơ hóa ra vẫn phải bán vàng à. Duyên chúng ta chắc là hết vàng ạ. À. Sao khổ ghê, lo tiền ship làm gì? Có shop ti chẳng khó chi. Siêu thị điện tử Shopee, đỉnh cao hàng công nghệ, miễn phí vận chuyển toàn quốc.